Máy lọc nước A.O. Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất. That's where I watched the final against Barcelona and Wembley. I should have changed at half time and put Jesus in Park and Messi. That was a mistake. If I had played Jesus in Park against Messi, I think we'd have beaten them. Ngài Alex Ferguson của Manchester United đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Hình ảnh một huấn luyện viên huyền thoại đã trải qua gần 2.000 trận cầm quân, thắng thua đủ cả, vẫn nghiêm mặt nhắc về một sai lầm chiến thuật ở một trận đấu cách đây đến 10 năm. Có lẽ nó cũng nói lên nhiều điều về tính cách của những người làm nghề huấn luyện viên. Nên nhiều người cứ dày công phân tích hoặc là bức xúc đặt ra câu hỏi vì sao ở một trận chung kết Champions League mà huấn luyện viên Pep Guardiola có thể đưa ra sân một đội hình đậm chất phiêu lưu đến như vậy. Thì câu trả lời có thể đơn giản chỉ là ông chẳng muốn 10 năm sau mình vẫn phải day dứt vì đã không làm một điều gì đó. Xin kính chào quý vị khán giả. Giờ vàng thể thao trở lại sau một tuần và chọn cho mình chủ đề đầu tiên xoay quanh trận đấu được chờ đợi nhất của mùa giải. Sau 10 năm mới lại được cầm quân ở một trận chung kết Champions League, huấn luyện viên Pep Guardiola đã khiến tất cả phải bất ngờ với đội hình xuất phát mà ông bố trí cho Manchester City. Họ đã ra sân với một đội hình có một hàng tiền vệ 4 người mà lại không có một tiền vệ phòng ngự thực thụ nào cả. Tính từ hàng tiền vệ trở lên thì Pep đã đưa vào sân đến 6 người có lối chơi khá giống nhau, đều là mẫu cầu thủ nhỏ con, giữ bóng và phối hợp bóng ngắn tốt. Tưởng tượng một đội hình này mà đá ma thì chắc là không ai chịu được. Bất ngờ lớn nhất nằm ở việc Pep đã chọn Gundogan cho vị trí tiền vệ trụ. Dù đây là nơi mà tất cả mọi người đều tin rằng chỉ là Pep sẽ chọn ai giữa hai cầu thủ Fernandinho và Rodri mà thôi. Bởi vì trước trận chung kết Champions League, Manchester City đã đá tổng cộng 60 trận đấu ở mùa giải năm nay và họ chỉ duy nhất một lần ra sân mà không có cả Fernandinho lẫn Rodri trong đội hình xuất phát. Đó là vào tháng 11 năm ngoái khi đối thủ chỉ là câu lạc bộ Olympiacos tại vòng bảng Champions League. Trận đấu đó Manchester City cũng ra sân với những cầu thủ tấn công gần như giống hệt với trận chung kết Champions League và Gundogan đã được chơi ở vị trí tiền vệ trụ. Thử hỏi ai có thể đoán được Pep sẽ bê gần như y nguyên đội hình đá với Olympiacos vào trong một trận chung kết Champions League đây ạ? Đây quả thực là một canh bạc lớn của Pep Guardiola vì ông đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Nếu thất bại thì sự chỉ trích chỉ có thể hướng về phía mình mà thôi. Trong chương trình bình luận trước trận trên kênh BT Sport, cựu danh thủ Rio Ferdinand đã cảnh báo về việc Manchester City không có một tiền vệ giỏi phòng ngự nào mà chỉ tập trung vào kiểm soát bóng, có thể sẽ là một sai lầm. Pep không chỉ thay đổi một hay hai vị trí mà thay đổi cả cách vận hành lối chơi. Pep nói bình tĩnh là chìa khóa giúp Manchester City thành công mùa này, nhưng trong trận chung kết họ chọn cách pressing tầm cao liên tục và nóng vội hơn. Bàn thua đến trong một tình huống mà cả hàng tiền vệ đã dâng cao pressing về một phía và không kịp trở tay trước tình huống triển khai quá nhanh của Chelsea. Sau thất bại ở chung kết UEFA Champions League, nhiều chuyên gia lên tiếng chỉ trích cách lựa chọn đội hình của Pep, trong đó cựu cầu thủ Jamie O'Hara đã đưa ra những lời lẽ nặng nề nhất. Đó là một trong những màn trình diễn tồi tệ nhất của Manchester City trong một thời gian dài và là một thảm họa trong cách lựa chọn đội hình của Pep Guardiola, một nỗi ô nhục. Pep Guardiola nên vào phòng thay đồ và xin lỗi từng cầu thủ vì ông ấy là người đã khiến họ mất chức vô địch Champions League. Overthinking, suy nghĩ thái quá. Đó là từ mà tuần qua rất nhiều tờ báo châu Âu đã sử dụng để nói về Pep Guardiola. Họ phân tích rằng thay đổi lối chơi là một thói quen mà Pep không thể cưỡng lại, đặc biệt là ở những trận đấu lớn của Champions League. Và các tờ báo này cũng đã gợi lại một số lần Pep đã phải trả giá đắt vì những suy nghĩ thái quá của mình. Trong hơn một thập kỷ đã qua, Pep Guardiola luôn là người tiên phong trong những cuộc cách mạng chiến thuật của bóng đá. Nhưng cũng có đôi lần người ta không thể lý giải nổi những thay đổi của ông. Và thế là dần dần khái niệm tắc kè hoa chiến thuật đã ra đời gắn với huấn luyện viên người Tây Ban Nha này. Vậy thì lần này có thể tìm một cách nào đó lý giải cho chiến thuật lạ lẫm của Pep Guardiola không? Hay đây thực sự chỉ là một sai lầm sơ đẳng mà nó khiến một người am hiểu bóng đá hơn ai hết như là Pep có thể bị bất kỳ ai chỉ ra ông đã sai ở đâu? Giờ vàng thể thao thì chọn cho mình cách đơn giản nhất để tìm ra câu trả lời. Đó là thử đặt mình vào vị trí của một huấn luyện viên. Trước khi chuẩn bị cho một trận đấu, họ sẽ căn cứ vào điều gì đầu tiên ạ? Họ tất nhiên sẽ phải xem lại những lần gặp gỡ trước đó với đối thủ mà mình sắp phải gặp. Còn nhớ sau trận thua 1-2 trước Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh hồi đầu tháng trước thì Pep Guardiola nói rằng
Giờ tôi đã biết chiến thuật trong trận chung kết của mình sẽ là gì. Và có thể ngay từ lúc ấy, Pep đã đưa ra quyết định. Chọn Fernandinho hay Rodri ư? Không, tôi sẽ chẳng chọn ai hết cả. Fernandinho hay Rodri có thể chơi tốt trước nhiều đối thủ, nhưng họ lại luôn gặp khó khăn trước hàng tiền vệ của Chelsea. Ở trận bán kết cúp FA, Pep Guardiola đã đưa cả Fernandinho và Rodri vào đội hình xuất phát. Trận đấu đó, Fernandinho, giờ 36 tuổi, đã gặp phải một cơn ác mộng mang tên Mason Mount. Tiền vệ người Brazil đã làm đủ cách, kể cả phạm lỗi thô bạo, nhưng vẫn không thể ngăn được đối thủ trẻ tuổi hơn. Rất nhiều tờ báo đã chấm Fernandinho là một trong số những cầu thủ điểm thấp nhất trận đấu. Trong đó, Scalca còn có thêm câu bình luận: cái cách mà Fernandinho luôn đuổi theo phía sau cầu thủ trẻ hơn mình cả chục tuổi là một sự xấu hổ. Sau thất bại tại cúp FA, Pep Guardiola quyết định không sử dụng Fernandinho mà chỉ xếp Rodri làm tiền vệ mỏ neo khi gặp Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng trước những tình huống pressing liên tục của hàng tiền vệ Chelsea, thì Rodri tỏ ra khá chậm chạp và luôn gặp khó khăn để có thể triển khai quả bóng lên phía trên. Và rồi từ một tình huống Rodri để mất bóng trước áp lực của hai cầu thủ Chelsea, Manchester City đã để thủng lưới. Đó có thể là lý do mà Pep đã nghĩ đến việc mình sẽ không cần một tiền vệ phòng ngự, mà thay vào đó là một tiền vệ có kỹ thuật, khả năng xử lý nhanh trước những áp lực từ đối phương. Và đúng là sau trận chung kết UEFA Champions League, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra lời giải thích. Không ai chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong nhiều năm, vì thế tôi quyết định lựa chọn những cầu thủ chất lượng, những cầu thủ nhỏ con, xuất sắc ở tuyến giữa, có thể luân chuyển nhanh trái bóng, và đó là lý do tôi đưa ra quyết định của mình. Với những phân tích vừa rồi thì chẳng có gì đảm bảo rằng nếu Pep Guardiola chọn Rodri hoặc là chọn Fernandinho, kết quả của trận đấu sẽ khác đi. Ngược lại, sau hai trận thua cùng một đối thủ thì việc Pep phải thay đổi chiến thuật cũng là điều hợp logic thôi. Nhìn rộng hơn nữa thì nếu mà chúng ta đổ hết trách nhiệm của thất bại này lên Pep Guardiola thì cũng đồng thời chúng ta đã coi nhẹ một thực tế khác. Đó là Chelsea đã có một trận đấu thực sự xuất sắc. Nói đến Chelsea thì theo chúng tôi, nếu họ là đội thua trận, có thể huấn luyện viên Thomas Tuchel đã ở vào hoàn cảnh giống như Pep Guardiola, phải ngồi trả lời vì sao mình lại chọn người này chứ không phải là chọn người kia. Bởi vì đội hình xuất phát của Chelsea ở trận chung kết không phải là không gây ra những tranh cãi. Trong hai trận thắng trước Manchester City trước đó, huấn luyện viên Tuchel đều để Hakim Ziyech xuất phát ở vị trí tiền đạo cánh phải. Và cả hai trận thì anh đều ghi bàn. Nhưng đến trận chung kết, Ziyech đã phải nhường chỗ cho một cầu thủ mà đã không có tên trong đội hình xuất phát ở ba trận đấu gần nhất của Chelsea. Đó lại chính là người hùng của trận đấu, Kai Havertz. Vậy cũng là những lựa chọn bất ngờ về nhân sự. Vì sao lại cho những kết quả khác nhau với hai huấn luyện viên? Câu trả lời rất đơn giản. Đúng là Tuchel có những điều chỉnh về con người, nhưng ông không hề thay đổi cả cách vận hành lối chơi của đội bóng như là Pep đã làm. Chelsea vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3 mà Tuchel luôn sử dụng ở những trận đấu lớn. Cùng với đó, họ vẫn giữ được những miếng đánh được thực hiện nhuần nhuyễn đến mức mà đối thủ có biết trước cũng không thể đối phó được. Hãy xem cái cách mà Chelsea triển khai bóng từ sân nhà cho đến khi ghi bàn vào lưới Manchester City, không chỉ một mà những hai lần ở mùa này. Đây là cách mà Chelsea đã ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng trước Man City ở bán kết cúp FA, bắt đầu bằng một đường truyền sang cánh trái cho Chilwell. Ngay lập tức đội hình Chelsea di chuyển, Mason Mount lùi xuống nhận bóng, rồi anh truyền bóng vào khoảng trống để Timo Werner tận dụng tốc độ thoát xuống, nhận bóng, truyền vào đúng đà di chuyển của Hakim Ziyech đang ở chính giữa khung thành. Và mọi thứ gần như đã được lặp lại toàn bộ ở bàn thắng trong trận chung kết Champions League. Bóng cũng được truyền sang cánh trái cho Chilwell, rồi đến chân Mason Mount. Timo Werner cũng thực hiện một pha chạy chỗ rất thông minh ra góc trái để thu hút hậu vệ đối phương theo kèm. Và từ đó anh đã mở ra khoảng trống mênh mông để Kai Havertz thoát xuống đối mặt với thủ môn. Sau đó chúng ta đều biết lựa chọn nhân sự của Thomas Tuchel đã mang lại thành quả ngọt ngào như thế nào. Theo dõi trận chung kết Champions League có cảm giác như chúng ta bị cuốn vào một ván cờ giữa hai đại kiện tướng vậy. Pep Guardiola thì chọn cho mình một nước đi khai cuộc mạo hiểm. Và thực tế là ván cờ sau đó đã không diễn ra giống như bố cục mà ông tưởng tượng trong đầu. Và cuối cùng, để hiểu hơn những cá tính của Pep Guardiola, những cá tính khiến ông đã chọn sự mạo hiểm mà ít người dám làm, thì chúng tôi có một ví dụ này rất phù hợp. Nhiều người chắc chắn còn nhớ trong trận đấu giữa hai đội ở giải Ngoại hạng Anh mới đây, Manchester City đã để thua Chelsea vì một pha đá phạt đền dở tệ của Aguero. Chọn cách đá Panenka thì cũng giống như là đưa ra lựa chọn mạo hiểm vậy. Nếu thành công, đó sẽ là một bàn thắng đẹp. Còn thất bại thì chắc chắn những lời chỉ trích đang đợi sẵn người đá phạt đền. Và khi được hỏi về pha xử lý của học trò, thì hãy cùng nghe
Pep Guardiola đã nói gì? So he took the decision and that's all. So nobody expected, but he took the decision. It's right. It's okay. If he was convinced, do it. So he has done. If he thought that is the best way, my friend, the takers had to take responsibility, and he could take the responsibility to do it. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giờ Vàng Thể Thao và chủ đề thứ hai của chúng tôi sẽ là chuyện cách ly của các vận động viên Việt Nam. Sau một năm không thể ra nước ngoài tập huấn và thi đấu, thời gian gần đây thì một số đội tuyển đã có thể tham dự các giải vòng loại ở nước ngoài với hy vọng giúp Việt Nam có thêm những tấm vé có mặt ở các sân chơi lớn Olympic và World Cup. Vì thế, với nhiều vận động viên, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm cuộc sống trong khu cách ly tập trung. Và nói đến trải nghiệm này thì ít ai có nhiều bằng thầy trò của đội tuyển cử tạ Việt Nam. Nói vui một chút thì là họ vừa mới xác lập một kỷ lục mới về thời gian cách ly của các vận động viên. Đội tuyển cử tạ trở về nước ngày 22 tháng 4 sau khi thi đấu vòng loại Olympic tại Uzbekistan. Thầy và trò được đưa đến cách ly tại khu cách ly tập trung huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Ở thời điểm ấy thì thời gian cách ly của đội theo quy định là 14 ngày. Đến ngày cách ly thứ 13 thì Bộ Y tế đã nâng thời gian cách ly tập trung của những người nhập cảnh Việt Nam lên thành 21 ngày. Và rồi đến ngày cách ly thứ 20 thì kết quả xét nghiệm của hơn 400 người cách ly tại trung tâm đã cho một kết quả dương tính, đồng nghĩa với việc cả đội tiếp tục ở lại cách ly theo quy định thêm 21 ngày nữa. Phải đến ngày 3 tháng 6 vừa qua thì các thầy trò mới rời khu cách ly trở về Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội sau quãng thời gian cách ly dài đến 42 ngày. Chúng ta luôn nói những vận động viên thể thao Việt Nam là những người nổi tiếng về sự bền bỉ, về sự vượt khó. Giờ đúng là lúc tất cả đang được thử thách phải không ạ? Nhưng khi mà các vận động viên đến các khu cách ly tập trung thì đó cũng là lúc chúng ta được đặt họ bên cạnh những người còn bền bỉ hơn và còn giàu sức chịu đựng hơn rất nhiều. Cứ giả sử như kỷ lục của các vận động viên đang là 42 ngày trong các khu cách ly đi, thì qua trao đổi với bác sĩ Huỳnh Minh Chín, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bào Bàng, chúng tôi được biết có những bác sĩ, nhân viên y tế đã ở trong khu cách ly này làm việc suốt từ tháng 4 năm ngoái, thời điểm mà trung tâm bắt đầu hoạt động đến giờ. Đầu năm nay báo chí cũng đã đưa tin về một nữ y sĩ tại khu cách ly này đã ngất đi vì kiệt sức, phải đưa đi cấp cứu. Việc phải cách ly vào lúc này cũng là một sự hy sinh của các vận động viên, nhưng họ đều hiểu rằng nó chẳng thấm vào đâu với những gian khổ của những người ở tuyến đầu chống dịch cả. Và chính những bác sĩ bằng sự nhiệt tình đã giúp các thầy trò của đội tuyển cử tạ có 2 tuần cách ly cuối cùng với những trải nghiệm phải nói là gần giống nhất với Trung tâm Huấn luyện Thể thao trong điều kiện có thể. Hoàng Thị Duyên và Vương Thị Huyền đang sắp xếp hành lý để khép lại chuyến đi có thể coi là dài nhất trong sự nghiệp của hai vận động viên này. Một hành trình mang tới những trải nghiệm lần đầu tiên với cả hai lực sĩ, vốn đã quen với những chuyến đi xa. Sau 14 năm tập tạ, em chưa bao giờ phải nghỉ một quãng dài như thế hơn 1 tháng rồi. Ngày đầu thì cảm thấy thời gian nó chơi rất là lâu, một ngày mà lúc nào cũng chỉ mong chờ là hết ngày để đến thời gian để cho 3 ngày đến ngày để trở về. Ban đầu, 2 tuần cách ly được ban huấn luyện xác định quãng nghỉ sau giải vòng loại châu Á. Nhưng khi thời gian cách ly được nâng lên thành 21, rồi 42 ngày, mọi chuyện bắt đầu phải thay đổi. Bởi các vận động viên cử tạ không thể bỏ tạ trong một thời gian kéo dài như vậy. Các bác sĩ tại khu cách ly cũng thấu hiểu và tạo điều kiện để mang tạ vào cho đội tuyển. Có tạ, có dụng cụ tập luyện quen thuộc, hai vận động viên duy trì các bài tập hàng ngày tại khu cách ly. Mọi thứ vì thế cũng dễ dàng hơn với toàn đội. Sự quan tâm của bác lãnh đạo thì cũng gửi tạ vào, xong là cho chị em tập luyện thì thời gian nó trôi rất là nhanh và cảm thấy tinh thần nó cũng phấn khởi hơn. Đối với các vận động viên cử tạ, bên cạnh việc tập luyện thì yếu tố dinh dưỡng cũng phải được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, ban huấn luyện đội tuyển cũng tìm cách để các vận động viên có được khẩu phần ăn tốt nhất. Tôi cũng liên lạc được giám đốc của trung tâm cách ly, cũng nhờ được mua đồ hàng ngày buổi trưa và buổi tối, rồi mang về nấu cho hai em vận động viên ăn uống, đủ chất dinh dưỡng để tập luyện trong những ngày qua. Điều đáng mừng là quãng thời gian tập duy trì tại khu cách ly giúp các vận động viên giữ được 80% thể trạng và phong độ. Để khi trở lại với Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, các vận động viên tiếp tục bước vào quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng phía trước. Gần 2 năm cho hành trình tiếp theo tới World Cup. Tại nơi mang tới những kỷ niệm ngọt ngào. Đón xem đội tuyển quốc gia Việt Nam trên VTV
Trong số 30 cầu thủ huấn luyện viên Park Hang-seo mang sang các tiểu vương quốc đội Thống Nhất thì có tới 11 trợ lý ông mang theo để có thể hỗ trợ cho huấn luyện viên Park Hang-seo, và chúng tôi cũng xếp ra một cái đội hình rất chất lượng với đội ngũ trợ lý hùng hậu này. Chấn giữ trong khung thành không ai khác ngoài huấn luyện viên thủ môn Thế Anh. Anh này bắt đã siêu, giờ lại thêm cả khả năng sút phạt cũng rất cừ. Bộ đôi trung vệ của đội hình FC trợ lý là cặp săn sóc viên Anh Tuấn và Tuấn Nguyên Giáp. Điểm mạnh của cặp đôi này là theo kèm như hình với bóng và sẵn sàng chiều đá đối thủ. Chấn giữ biên trái là cựu tuyển thủ quốc gia Lưu Danh Minh. Dù tuổi đã tứ tuần nhưng sân quần thì anh vẫn chạy tốt. Chấn giữ biên phải là Kidman Kim Tuấn. Anh này có vóc dáng giống vận động viên Điền Kinh và chạy thì không thua kém gì Đoàn Văn Hậu. Ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ là trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa và Lee Jang Jin. Trợ lý số 1 của thầy Park thì có tuyệt chiêu, đứng một chân thôi cũng khiến đối thủ khiếp sợ. Đảm nhận hành lang cánh trái là cựu tuyển thủ Lưu Đình Tuấn với kỹ năng số 1 lộn bóng qua đầu. Cánh đối diện với tốc độ và sự khéo léo thì chỉ có thể là huấn luyện viên thể lực Park Sung-gyun. Việc đảm nhiệm ghi bàn sẽ được giao cho hai bác sĩ Choi Ju-jang và Huy Thọ. Khả năng nhảy múa với trái bóng thì ít ai có thể qua được bác sĩ Choi. Ở ngoài sân, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẵn sàng vào cuộc để gánh tim. Khả năng chấp thời cơ của thầy thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Đội hình FC trợ lý này mà đi thi đấu thì ít nhất cũng phải vào top 5 đến top 7 của giải lão tướng toàn quốc. Đó cũng là câu chuyện cuối cùng của chương trình. Giờ vàng thể thao xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.